mong muốn giữ lại được những tinh hoa truyền thống trong ẩm thực và trang trí của dân tộc mình. Một cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 3 thế hệ giữ và truyền nghề làm bánh kẹo cưới. Nổi tiếng với bánh pía và các loại kẹo cưới, tiệm bánh Minh Hiệp ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã không còn xa lạ với nhiều người. Qua hơn 70 năm, tiệm cũng có những khách quen hơn cả thập kỷ. Ông nội thì bên Trung Quốc di cư vào Việt Nam. Lúc đầu thì lấy cái gánh bán gần ở khu chợ lớn nè. Bán được vài năm, tới 1948 mới mở cái tiệm bánh này. Ở đây ăn thì nhờ được cái hương vị ăn quen rồi. Cứ mỗi lần thích ăn thì cứ lại mua thôi. Cũng 20 mấy năm nè. Mua ở đây từ hồi biết tới giờ. Ở Việt Nam, Minh Hiệp là một trong số rất ít tiệm còn giữ được những tinh hoa ẩm thực người Tiều. Từ hương vị bánh, bí quyết pha phân, trộn bột, cho đến cả họa tiết trang trí trên vỏ hộp. Tiệm bánh không chỉ là nguồn thu nhập của gia đình anh An, đây còn là nơi gắn kết, lưu giữ nhiều kỷ niệm qua các thế hệ. Tại vì các bao bì này truyền thống từ ông nội tới bây giờ rồi, thì tôi nghĩ là cũng phải giữ nguyên cái truyền thống của nó và cái màu sắc hoặc là cái hình này nọ cũng sẽ giữ nguyên luôn, chắc không có thay đổi. Bánh pía và các loại kẹo cưới được làm thủ công để tạo nên hương vị riêng, gia đình giữ bí quyết riêng và anh An sẽ tự tay xào nhân, nướng bánh. Vì làm và bán luôn trong ngày nên khách đến mua sẽ được thưởng thức chiếc bánh nóng mới ra lò. Ở đây là khoảng 9 giờ thì ra một mẻ. Nếu mà bán tới 12 giờ hết thì ra mẻ thứ hai. Còn mà nếu mà có khi mà nhầm ngày nó bắn khách á thì nếu mà 9 giờ ra một mẻ bán tới 3-4 giờ mà dư vài hộp là ngưng luôn. Nếu mà khách hàng tới mà không có bánh thì hẹn khách hàng ngày mai tới mua. Không chỉ có khách quen ở Sài Gòn, tiệm bánh Minh Hiệp còn được những vị khách miền Trung, miền Bắc hay thậm chí là du khách nước ngoài biết đến. Sau khi nếm thử, không ít khách đã đặt bánh số lượng lớn để đem về. Mình vào đây để đi chơi nên là muốn sách về để làm quà cho mọi người. Tại vì là ăn nhiều bánh pía truyền thống ở ngoài chợ rồi ấy, thì ăn ở đây thì thứ nhất là cái nhân của nó, cái vỏ bánh nó rất là giòn, nóng. Cái nhân nó nhuyễn, nó kiểu nó khác hẳn luôn ấy. Cái vị ngọt nó vừa phải chứ nó không bị ngọt gắt. Nhân cũng rất là nhiều, vỏ bánh giòn, nóng, được ăn tận trực tiếp ra khỏi lò rất là ngon. Bánh kẹo của tiệm là một phần không thể thiếu trong tráp lễ cưới của người Hoa và cũng đã từ lâu, chúng cũng đã trở thành một thức quà không thể thiếu của nhiều người.